Chào mừng các em đến với giờ học trực tuyến môn ngữ văn 7. Đối với người Việt chúng ta, ngôn ngữ tiếng Việt là một viên ngọc quý sáng lấp lánh. Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng ta cần nâng niu, trân quý ngôn ngữ của mình bằng cách sử dụng đúng, sử dụng tiếng Việt thật hay. Cô mời các em cùng tìm hiểu tiết học ngày hôm nay. Tiết 59, chuẩn mực sử dụng từ Chúng ta bước vào phần 1 La Mã. Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả. Chúng ta sẽ tham gia một trò chơi ai nhanh tay hơn. Các em hãy trả lời những câu hỏi sau. Câu 1, hãy tìm lỗi sai trong biển quảng cáo sau và chữa lại. Ở biển quảng cáo thứ nhất, có một từ viết sai chính tả đó là từ sôi chúng ta phải sửa thành từ sôi sôi ở đây tức là cái món sôi món sôi nếp ở biển quảng cáo thứ hai có một chữ sai đó là chữ rãn chúng ta phải dựa, sửa thành là chữ giãn tẩm quất thư giãn Câu 2. Tìm lỗi sai trong câu sau và chữa lại. Một số người sau một thời gian dùi đầu vào làm ăn này đã khấm khá. Vậy từ ngữ sai ở đây là từ từ dùi. Chúng ta cần phải sửa như sau. Chúng ta sửa từ dùi thành từ vùi. Lý do ở đây đó là chúng ta dùng từ ngữ địa phương, thường là từ ngữ địa phương Nam Bộ thì chúng ta sẽ hay bị sai cái từ này. Câu 3. Tìm lỗi sai trong câu sau và chữa lại. Em bé đã tập tệ biết nói. Ở đây, từ ngữ chưa chính xác đó là từ tập tệ chúng ta nên sửa thành từ bập bẹ, đó là cái cái cách mà chúng ta thường hay nhận xét về cái cách học nói, tập nói của em bé, đang nói những cái ngôn từ bập bẹ. ở đây là chúng ta dùng từ lỗi sai của câu này là dùng nhầm từ gần âm. câu 4 tìm lỗi sai trong câu sau và chữa lại. Đó là những khoảng khắc sung sướng nhất trong đời em. Từ ngữ mà sai ở đây đó là từ khoảng khắc. Chúng ta nên sửa thành từ khoảnh khắc. Đó là cái từ ngữ để chỉ một cái thời gian rất là ngắn. Từ đó chúng ta dẫn đến một kết luận sau. Đó là về ngữ âm thì chúng ta cần phát âm theo âm thanh chuẩn của tiếng Việt. Về chữ viết thì cần viết đúng theo các quy tắc hiện hành về chính tả và chữ viết nói chung. Phần 2 là mã, sử dụng từ đúng nghĩa. Chúng ta sẽ có một hoạt động thảo luận. Em hãy tìm lỗi sai trong những câu sau và sửa lại. Đất nước ta ngày càng sáng sủa ông cha ta đã để lại cho chúng ta những câu tục ngữ cao cả để chúng ta vận dụng trong thực tế con người phải biết lương tâm vậy lỗi sai đó là gì ở câu a chúng ta ở đây dùng từ sáng sủa là chưa phù hợp chúng ta cần thay bằng một từ ngữ khác đó là từ tươi đẹp đất nước ta ngày càng tươi đẹp ở câu b thì từ cao cả chưa phù hợp chúng ta cần thay bằng từ sâu sắc ông cha ta đã để lại cho chúng ta những câu tục ngữ sâu sắc để chúng ta vận dụng trong thực tế ở câu c là từ biết đó, sử dụng chưa chính xác chưa phù hợp chúng ta sẽ thay bằng một từ ngữ khác đó là từ có con người phải có lương tâm từ đó chúng ta đi đến kết luận sau. Về từ ngữ thì chúng ta cần từ dùng từ ngữ đúng với ý nghĩa của nó và phù hợp với văn cảnh. Mời các em chuyển sang phần 3 La Mã, sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ. Các em hãy hoàn thành phiếu bài tập sau. ở cái ô ngoài cùng phần ví dụ đó đây là những ví dụ a b c d chúng ta xem những cái từ ngữ được in đậm là có lỗi sai gì đó. chúng ta sẽ sửa những lỗi đó cho cô chúng ta tìm hiểu được những lỗi sai sau đây từ hào quang là danh từ không thể sử dụng làm vị ngữ như là tính từ chúng ta sẽ sửa từ hào quang thành từ sáng chói ở câu b ăn mặc là động từ không thể dùng như danh từ vì vậy nên chúng ta sẽ sửa từ ăn mặc thành từ cách ăn mặc câu c từ thảm hại là tính từ không thể dùng như danh từ chúng ta sẽ chữa từ thảm hại thành từ thảm bại ở câu d là sử dụng từ không phù hợp với trật tự từ tiếng Việt. Vì vậy nên chúng ta sẽ đảo lại là giả tạo phồn vinh trở thành là phồn vinh giả tạo. Từ đó chúng ta đi đến kết luận là cần sử dụng dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ. Chúng ta chuyển sang phần 4, sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm hợp phong cách. Các em hãy trả lời những câu hỏi nhanh sau. Các từ in đậm trong những câu sau dùng sai như thế nào? Hãy thay bằng từ thích hợp. Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị lãnh đạo sang xâm lược nước ta. Thì từ lãnh đạo ở đây thể hiện sự đề cao, sự tôn trọng sẽ không phù hợp với lại hình ảnh của một tên tướng giặc sang để xâm lấn nước Việt ta, vì vậy nên chúng ta sẽ sửa từ lãnh đạo thành một từ khác. Đó là từ cầm đầu. À, nó có một cái ý nghĩa nó nó không tốt đó nó có ý nghĩa tiêu cực câu hỏi thứ hai con hổ dùng những cái vuốt nhọn hoắt cấu vào người vào mặt viên nhưng viên vẫn rán sức quần nhau với chú hổ vậy thì sử dụng từ chú hổ ở trong câu này có phù hợp hay không từ chú hổ không phù hợp với phong cách của câu Với văn cảnh của câu Khi mà nó đang muốn nói đến cái việc là gì Nó đang thể hiện sự đe dọa và muốn ăn thịt viên Chúng ta sẽ thay nó bằng từ nó Hoặc là từ con hổ Từ đó chúng ta đi đến kết luận Cần sử dụng từ đúng với sắc thái biểu cảm Và phù hợp với tình huống giao tiếp Chúng ta chuyển sang phần 5 La Mã không lạm dụng từ địa phương từ Hán Việt. Chúng ta tìm hiểu cái đoạn văn bản ngắn sau. Cái láp xe đột. Người Quảng Nam đi vào một cửa hàng bán phụ tùng xe ở Sài Gòn. Cố uốn giọng để phát âm cho chuẩn oái oăm sao rốt cuộc lại thành bán cho tôi một cái láp xe đột Người bán sau khi sau một hồi gặng hỏi bực mình, lốp xe đạp thì nói đại là lốp xe đạp ngay từ đầu, còn mày đặt nói lái là láp xe đột Đó. Vậy ở đây người mua hàng sử dụng từ uh, chưa phù hợp, chưa chính xác bởi vì họ bị cái ngôn ngữ địa phương uh, ở Quảng Nam thì người ta đọc cái âm a thành âm o. chốt lại chúng ta cần lưu ý khi sử dụng từ à, những điểm sau đây thứ nhất là sử dụng từ đúng âm đúng chính tả thứ hai sử dụng từ đúng nghĩa thứ ba sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ thứ tư sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm hợp với tình huống giao tiếp và cuối cùng là không lạm dụng từ địa phương và từ hán việt chúng ta sẽ làm một số những cái câu hỏi sau đây em hãy tìm cho cô những từ dùng sai chuẩn mực trong ví dụ sau gia đình bạn Minh sống bằng nghề mần ruộng ở đây tác giả của câu nói đã lạm dụng từ địa phương từ mần chúng ta cần sửa bằng từ làm À, ở đây tìm những câu dùng sai chuẩn mực từ trong ví dụ là em cảm thấy băn khoăn mỗi khi thấy hoa phượng nở báo hiệu mùa hè đến thì từ băn khoăn sử dụng ở đây nó chưa đúng sắc thái biểu cảm của câu chúng ta cần phải sửa thành từ bâng khuâng. Tìm hiểu câu sau đây để đền đáp công ơn cha mẹ và thầy cô chúng em phải cố gắng học tập. Ở đây có một lỗi sai về ngữ pháp. À xin, xin lỗi về chính tả, đó là từ cố gắng chúng ta cần sửa thành cố gắng. Ví dụ, bà của Mai vừa mới chết vào ngày hôm qua. Từ ngữ sử dụng ở đây là từ chết có vẻ không phù hợp với sắc thái biểu cảm của câu, không thể hiện sự thương tiếc. Chúng ta sẽ đổi từ chết sửa thành từ mất. Câu tiếp theo. Lục lam lâm lay lúa mất mùa. Ở à, đây có nhiều từ sử dụng chính tả sai ha, do cái từ địa phương đó, giọng địa phương của họ đánh vần sai cái từ LN. Chúng ta cần phải sửa từ lâm lay thành năm nay. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về việc sử dụng từ? Sử dụng từ tùy ý thích, không lạm dụng từ địa phương từ Hán Việt, sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm phù hợp với tình huống giao tiếp, sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả, đúng nghĩa, đúng tính chất ngữ pháp của từ. Đáp án ở đây đó là đáp án A. Nhận định không đúng đó là sử dụng từ tùy ý thích. chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ trống như gió nước không thể nào nắm bắt dấu huyền trầm dấu ngã tranh vênh thì từ dấu phải là à, chữ giờ giờ âu dâu sắc dấu tìm lỗi sai trong câu cánh đồng lúa chín vàng khè từ khè ở đây rõ ràng là không phù hợp không đúng sắc thái biểu cảm chúng ta cần phải sửa từ vàng khè thành từ vàng ươm tìm lỗi trong câu sai sau con chó này đã từ trần rồi thì từ từ trần là không sử dụng với lại hình ảnh của con chó đã mất thì nó không có phù hợp không có phù hợp với sắc thái biểu cảm vì vậy nên chúng ta sẽ sửa thành từ chết em hãy liệt kê 5 yêu cầu sử dụng đúng chuẩn mực của từ đó là 5 yêu cầu sử dụng từ đúng âm đúng chính tả sử dụng từ đúng nghĩa sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm hợp với tình huống giao tiếp không lạm dụng từ địa phương từ Hán Việt. Tiết học hôm nay đến đây là hết. Chúc các em học tập tốt.